Xin được kính chào quý bà con, quý vị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ tư ngày 16 tháng 8 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý anh chị các bạn, tình hình thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì hôm nay giá cũng chưa có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Trong một vài ngày trở lại đây thì giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng cũng đang ở mức cũng khá thấp. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây thì loại một dao động từ 15.000 đến 17.000, loại 2 dao động từ 12.000 đến 13.000, loại 3 dao động từ 8 đến 9.000. Hàng giá của thanh long ruột đỏ hiện nay ở khu vực miền Tây thì giá đồng nọc dao động từ 3 đến 4.000. Còn tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vừa. Đây là giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nha quý bà con. Còn giá tại vườn thì sẽ có giá thấp hơn, từ 2.000 đến 3.000 đồng ký. Tùy theo từng nơi. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp dao động từ 14 đến 15.000, hàng sàn dao động từ 10.000 đến 12.000, hàng thường dao động từ 7.000, 8.000, 9.000, còn hàng giạt dao động từ 2 đến 3.000. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp dao động từ 11.000, 12.000, 13.000. Bò sàn dao động từ 9.000, 10.000, 11.000. Hàng giạt của thanh long ruột trắng hiện nay dao động từ 2 đến 3.000. Cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận. Long ruột đỏ khu vực Bình Thuận thì loại 1 dao động từ 15.000 đến 16.000, loại 2 dao động từ 10.000 đến 12.000, loại 3 dao động từ 7 đến 8.000. Còn hàng giá của thanh long ruột đỏ dao động từ 3.000 đến 4.000, tùy theo từng nơi. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý anh chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày được vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý bà con trong những clip tiếp theo trên kênh.